Y sĩ chiến trường Tác giả Tuệ Chương Hoàng Long Hải Nguyên tắc Combat Medic Việt Nam của Craig Robert Phần đầu Tôi cảm thấy kinh hãi khi tới căn cứ Caron, một căn cứ thủy quân lục chiến gần một làng thuộc Cam Lộ, những lời nói của một anh thủy quân lục chiến đen đúa và gầy trơ xương tại phi trường Phú Bài làm cho tôi biết rõ tình hình ở đây hơn một chút. Anh ta nghe lõm tôi nói chuyện với Jane DeWizzi. Anh này là một bạn thân của tôi đã học chung ở trường Y. Khi chúng tôi chờ lên một chiếc C-130 để đi Đông Hà trên đường đi ra phía Bắc để gia nhập sư đoàn chính đóng tại căn cứ Carroll. Rõ ràng anh ta ở Việt Nam đã lâu, biết đầy đủ những điều tôi đang nói tới. 29 hả? Đó là tiểu đoàn đẫm máu. Tiểu đoàn đẫm máu. Vâng. Đơn vị này thiệt hại hơn bất cứ tiểu đoàn nào khác. Đó là cái máy nghiền thịt. Họ chịu thiệt hại tệ nhất trong cái xứ sở đáng nguyền rủa này. Phía bắc, gần ngay khu phi quân sự từ những gì thấy được tôi nghĩ rằng anh ta nói đúng rõ ràng đây là vùng chiến trận. chung quanh khu vực chính gồm các lều vải nhà binh là các ụ pháo binh dây kẽm gai con tina gắn miền claymore các đài quan sát bằng gỗ công sự chiến đấu và bụi đỏ bao cát đầy đất chất đóng thật là khiếp mọi thứ đều được củng cố chắc chắn thủy quân lục chiến ít khi xây dựng doanh trại như vậy, trừ phi khi họ biết chắc những gì tồi tệ có thể xảy ra. Tại nơi như thế này, người ta cần cho người lính có nhiều cơ may an toàn, có thể thánh thần linh thiên che chở cho họ. Khi tôi trình diện đại đội ECO, Trung úy Carson, trung đội trưởng của tôi nói, Y sĩ, cần gì cứ nói, chúng tôi bảo vệ các y sĩ, tức là bảo vệ cho binh lính của chúng tôi. Trước hết, đừng sốt ruột. Chúng tôi lo lắng cho y sĩ. Mọi việc rồi sẽ tốt cả thôi. Sau lời chào hỏi thân thiện của Trung úy Carson, tôi thấy an tâm hơn. Có vẻ như anh ta là người có khả năng và nhiệt tình khi anh em ai có gì cần giúp đỡ. Lần đầu tiên tôi được nghỉ ngơi chút ít dường như anh ta không có gì phải lo lắng và kiểm soát được tình hình cuối cùng mọi việc tốt lành cả tôi hỏi anh cần tôi ở đâu khi chúng ta đi tuần hay thi hành công tác gì đó cứ theo sát tôi hay hiệu thính viên như thế tôi có thể yêu cầu anh đi đâu khi cần đi sát với carson điều đó không thành vấn đề tôi thi hành được cuối cùng anh ta lại là người chăm sóc cho tôi và tôi chăm sóc cho binh lính của anh ta hết sức đơn giản hết sức căn bản tôi làm việc của tôi và những gì cần làm cuối cùng cả trung đội quanh tôi và những gì sẽ xảy ra đây trong vòng một tuần tôi tự thấy điều đó lúng túng trong cái áo giáp nặng và mũ sắt Tôi theo những anh lính của ca sân bận đồ xanh, mồ hôi nhễ nhại Trong một cuộc hành quân cấp đại đội, càng quét một vùng nằm giữa căn cứ caro và Cam Lộ, dọc theo đường số 9 đi Lào. Mọi sự đều bình an cho đến 9 giờ, khi chúng tôi bắt đầu tiến gần một ngọn đồi nhỏ mà trong bản đồ gọi là đồi 37. Tôi nghe một âm thanh lạ làm vỡ tan không khí tĩnh lặng của bằng mai. Có tiếng hú của vật gì đó đang bay trong không khí, rồi có tiếng nổ ầm khi vật ấy chạm đất, làm cho tôi phải chú ý, không còn nghĩ tới sự bực bội vì người tôi đang mang áo giáp súng đạn, dụng cụ nặng nề. Tiếng nổ liên tiếp nhau, rồi một hàng rào lửa do địch quân núp đâu đó bắn thăm dò chúng tôi. Cứ mỗi lần nổ thì đất đỏ tung lên, và sau đó là khói đen bốc lên và mảnh đạn rơi xuống lính thủy quân lục chiến tản ra và la to báo động cho nhau tụi nó đến tụi nó đến pháo kích mà súng thì giấu kín đâu đó không thấy được thủy quân lục chiến gọi đùa chúng là góc cao của địa ngục chúng nó biết tình hình chúng tôi và bây giờ pháo vào chúng tôi một cách tận tình Đạn nổ càng lúc càng dày hơn. Và chúng tôi cũng không trụ lại đây để đón đạn. Lên rút lui về chỗ an toàn hơn. Bên kia thung lũng nhỏ là đội 38. Từ đó chúng tôi nằm ngoài tầm bắn của thứ vũ khí chết tiệt này và cũng có thể tiền quan sát đội 37. Đó là vùng đất cao, ít ra cao hơn đội 37. Đại đội rút lui qua ngã thung lũng trèo lên đồi và cuối cùng lên tới đỉnh. Từ vị trí không được ngon lành lắm này, chúng tôi nhìn qua đồi 37, nơi chúng tôi vừa bị pháo. Chúng tôi thấy có bóng người di chuyển, nhưng không chắc là ai. Một trung đội thám sát được lệnh tiến sang bên đó để xem xét. Khi tôi đang quỳ bên hiệu thính viên thì vị chỉ huy đại đội đang cố gắng một cách vô hiệu để tiếp xúc bằng điện đàm với đơn vị được phái đi nhưng cũng không phải là không có ích chẳng có cách nào khác hơn là lại phái người qua tiếp xúc với đơn vị bên ấy hy vọng các khẩu súng cối địch đã di chuyển vì sợ bị phản pháo địch ít khi ở lâu tại vị trí ban đầu sau khi vượt qua thung lũng chúng tôi theo một con đường mòn tiến lên đồi tới cái cửa đầu tiên của hàng rào con sertina phòng thủ. Tôi cố nghe những âm thanh chưa từng nghe bao giờ. Tôi nghĩ một chút. Trước mặt tôi, người hiệu thính viên đưa ống nói lên miệng cố liên lạc với đơn vị được phái đi. vài lần như thế nhưng không kết quả. Đại đội trưởng dành ống nói và ra lệnh cho các trung đội trưởng. Trung đội 26 cho trung đội tiến lên bên phải cho đến lúc chúng ta biết rõ thêm tình hình. Có tiếng nhận lệnh từ 26, rồi đại đội trưởng ấn vào nút cao su trên ống nói, gọi cho trung đội 27. 27 di chuyển. Các binh sĩ thủy quân lục chiến cẩn thận tiến về hai hướng bắc nam, súng đạn sẵn sàng. Nhưng khi chúng tôi vừa triển khai đội hình thì súng nổ, cho biết là địch đang có mặt. Một ít người với súng AK47 đang chiếm vùng đất cao phía trước mặt. Chúng tôi khó tiến tới được. Nhưng đại đội trưởng đã có ý định. Thủy quân lục chiến được lệnh tấn công và đó chính là điều chúng tôi phải làm. Nhưng trước khi tổ chức tấn công, súng lại nổ phía sau chúng tôi. Chúng tôi bị kẹt giữa hai làn đạn, tấn thối lưỡng nan. Phía ngoài thung lũng một đoàn xe của đơn vị công binh 11 đang chạy trên quốc lộ chính về hướng căn cứ Cairo. Con đường này chạy ngoằn ngoèo như rắn bò giữa chúng tôi và đơn vị Cộng sản Bắc Việt ở sát bên. Quân Cộng sản Bắc Việt thấy đoàn xe đang tới và chờ. Khi vòng vây khép lại thì đoàn xe cũng như chúng tôi sẽ bị kẹt vào giữa. Chỉ trong vài phút đoàn xe bị quét sạch đạn cày như sàn gạo trên thân xe xe cháy nằm từng đống bên đường bên cạnh là binh lính bị thương hoặc chết bị bao vây chúng tôi khó phản ứng chúng tôi có những khó khăn cho chính chúng tôi bây giờ quân bắc việt đang khóa vòng vây ở phía bên kia bắn dữ dội vào sườn bên phải có tiếng gọi y sĩ lên phía đó mang túi cứu thương trên vai tôi bò tới và tiến về phía đông của ngọn đồi, nơi có tiếng gọi cấp cứu. Nhưng tôi không tiến được xa. Đi được một nửa đường thì tôi bị lộ. Quân Bắc Việt bắn dữ dội, ghìm tôi tại chỗ. Tôi cố tiến tới, nhưng mỗi lần cố tiến lên thì Bắc Việt bắn vào phía tôi rất căng. Đất phía trước và bên hông bị đạn cày lên. Tôi cố ngẩng cao đầu để xem thử đạn từ đâu bắn tới. Nhưng vừa nhúc nhích thì đạn lại réo ngang mũ sắt như đè tôi xuống đất. Tôi thấy kinh hãi. Tôi không thể tiến về phía các người bị thương mà cũng không thể quay lui được, bị kẹt cứng. Rồi khi tôi nghĩ là trận đánh sắp đến hồi kết thúc thì quân Bắc Việt lại bắn về một hướng khác. Một mục tiêu vừa xuất hiện có lợi hơn cho chúng tôi chụp ngay cơ hội và tiến lên, bò từng tất một tới chỗ người bị thương băng cho anh ta. Đó là người hiệu thính viên. Anh ta bị thương hai chỗ và máu ra nhiều. Khi tôi đang lo cứu cấp thì trận đánh càng lúc càng căng hơn. Cuối cùng nhờ các thủy quân lục chiến khác giúp đỡ, chúng tôi mang người lính ra xa dưới ngọn đồi, chỗ đó an toàn hơn. Trước khi tôi đi ngược lên đồi thì lại có những âm thanh khác xen lẫn trong tiếng súng, tiếng động cơ. Phía trên đầu, một chiếc hỏa long, một loại máy bay C-47 cải biến thành máy bay chiến đấu mang Đài bác hỏa long và Đài Liên đang bay vòng phía trên. Nhận định trận địa một cách mau chóng, chiếc máy bay bắn như vải đạn xuống đầu địch cùng với đạn khói làm cho địch rối loạn và không quan sát được trần thế. Khi khói tỏa ra, có tiếng máy bay trực thăng hòa lẫn trong tiếng máy bay hỏa lâm. Trực thăng Huey trang bị đại liên bay vào trận địa và tác xạ vào ngọn đồi, nhưng vì những trái khói bắn xuống lúc trước, họ không phân biệt được vị trí thù và bạn. Họ bắn vào những gì di chuyển. Tuy nhiên, như một phép lạ, chẳng có thủy quân lục chiến nào bị thương khi tôi đang ngồi xổm phía sau một tảng đá lớn với người lính truyền tin và bốn thủy quân lục chiến bị thương khác thì đạn bắn tới chỗ chúng tôi theo cách thức đã học ở trường y tôi làm mọi cách để bảo vệ người bị thương vì vậy tôi bắt đầu bắn trả dùng súng m 16 của người hiệu thính viên tôi bắn vào chỗ các mũi súng đang phát lửa của địch sợ hãi vội vàng biến mất dành chỗ cho sự tức giận và bản năng sinh tồn cố hữu của con người bây giờ cứu mạng sống tốt hơn là lo băng bó để cứu người của tôi tôi phải giết người bên địch đó là sự trao đổi vậy thôi quân bắc việt rất gần tôi có thể nghe chúng nói với nhau và la lối ra lệnh phía bên kia tảng đá tôi bắn về phía ấy xong một băng đạn tôi vội thay băng đạn khác. Tôi phải bảo vệ những người lính bị thương của tôi và tôi sống sót. Cuối cùng tình hình êm, tôi đưa được năm thủy quân lục chiến bị thương xuống dưới chân đồi, an toàn hơn. Sau khi xuống tới chân đồi, những người bị thương được tiếp tục chăm sóc. Đây là thời gian được dành cho những y sĩ như tôi. Tôi bắt đầu dùng các loại thuốc ngoài mặt trận tôi chích mọc phin cho họ và lấy kim găm vào cổ áo họ để cho người ở bệnh viện biết họ đã được chích loại thuốc này. Các binh sĩ thủy quân lục chiến bị thương khác thì được để bên đồi 37. Khi tôi chăm sóc cho các người lính bị thương nằm ở dưới chân đồi xong rồi, tôi lại lên đồi chỗ đang đánh nhau để lo hết người bị thương này đến người bị thương khác. Cố làm những gì tôi làm được cho họ tới tối một anh thủy quân lục chiến gan dạ lái tới một chiếc xe anh tìm thấy bỏ hoang trên đường chính chúng tôi bắt đầu đưa người bị thương lên xe trận đánh vẫn chưa kết thúc quân bắc việt vẫn còn kiểm soát bên phía hình cung của ngọn đồi đại đội trưởng của tôi là một người hăng máu rất hăng máu là đằng khác anh ta chẳng chịu để cho một nhóm chỉ có mấy tên dùng súng ak đẩy anh ta ra khỏi ngọn đồi anh ta muốn chiếm lại ngọn đồi ấy với bất cứ giá nào chúng tôi lại tiến lên các thủy quân lục chiến đang tìm đường tiến tới và khi chúng tôi tới chỗ có dây kẽm gai con sẹt tina đại đội trưởng ra lệnh cho binh lính nằm lên dây kẽm gai để người khác bước lên đó mà đi tới tiến lên đỉnh đồi các thủy quân lục chiến do dự họ nghĩ rằng đó là một việc tốn xương máu vô ích chỉ làm thỏa mãn lòng tự trọng của một người không tập và pháo binh có thể làm những điều chúng tôi cần cuối cùng khi nhận ra những khó khăn lớn chưa giải quyết anh ta ra lệnh rút lui và tổ chức lại đơn vị tối hôm ấy khi tình hình thuận lợi hơn chúng tôi chiếm lại ngọn đồi khi người bị thương cuối cùng được đưa lên xe, tôi cũng lên xe đi Cam lộ, một làng gần nhất có quân bạn đang trấn giữ. Một doanh trại nhỏ gồm thủy quân lục chiến và một ít binh lính Nam Việt Nam đóng để bảo vệ làng. Máy bay trực thăng có thể đáp xuống đây để di chuyển thương binh dần dần. Khi chúng tôi tới làng thì trời đã tối nhưng thay vì tới một chỗ an toàn hơn thì chúng tôi lại nhằm một nơi cũng đang đánh nhau làng cam lộ đang bị địch bao vây nhà đang bị cháy tôi có thể thấy ngọn lửa vươn lên trời đen toàn bộ cảnh làng súng đang nổ đạn lửa bay ngang trời cảnh tượng hết sức hỗn độn quân bắc việt đã xâm nhập vào làng và đang tìm bắn các viên chức dân sự trong làng đốt nhà và quăng lựu đạn Mùi khói thuốc súng cây lan trong không khí, hòa lẫn với mùi tranh tre đang cháy. Một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập lòng tôi và hy vọng cũng tan biến mất. Người tài xế nhận xét tình hình một cách mau lẹ, đạp ga mở hết tốc lực cho xe chạy qua làng. Chúng tôi nhận thêm thương binh khi rời khỏi ngọn đồi. Bây giờ trên xe tôi có cả thảy 17 người. Nhiều người trong tình trạng nguy ngập, sự sống tính từng phút. Pháo sáng chiếu xuống làng khi chúng tôi cho xe chạy nhanh qua những nhà dân đang bị cháy. Trong đồn binh giữa làng, thủy quân lục chiến và binh lính Nam Việt Nam đang chống trả một cách mãnh liệt. Tiếng súng đại liên 50 và M16 đang nổ dữ dội chống trả quân Bắc Việt. Khi tới cổng trại, người tài xế đặt mạnh thắng cho xe ngừng trong bóng tối mờ mờ, chúng tôi dễ bị chiến hữu bắn lầm. Một thủy quân lục chiến nhảy xuống xe, đến ngay cửa, bỏ súng xuống đất và đưa tay lên trời. Anh ta ngại ngùng nhìn vào mũi súng đại liên 50, la to. Ngừng bắn, chúng tôi là thủy quân lục chiến, đại đội 29 Eco. Các xạ thủ la to đáp lại khuôn mặt họ thấp thoáng hiện ra sau làn khói súng mày mang cái bản mặt vào đây làm gì bọn cùi ở khắp nơi có thấy không người tài xế cho xe tiến sát cổng nhấn ga chẳng mấy chốc cánh cổng đóng lại đằng sau chúng tôi cảnh tượng làng cam lộ bây giờ quả là rùng rợn quân bắc việt và việt cộng chạy tới từng nhà bắn giết dân chúng xác người rải rác khắp làng có xác nằm chết vắt ngang dây kẽm gai con sétina doanh trại chứng cớ thầm lặng cho thấy một làng sóng quân bắc việt cuồng tín đã cố gắng quét sạch một đơn vị nhỏ phía sau hàng rào phòng thủ nhưng các thủy quân lục chiến đã rung chuông báo tử cho kẻ địch vậy mà chúng vẫn còn cố mở ra một cuộc tấn công tuyệt vọng khác Bên trong trại có một khoảng trống đủ cho máy bay trực thăng đáp xuống. Tôi vẫn muốn cho di tản thương binh, nhưng tới lúc đó, khi tôi biết rằng chỉ có mình tôi là y sĩ ở đây, nên tôi thấy thêm trách nhiệm khẩn cấp đối với các thương binh. Tôi có 17 người bị thương, nay có thêm vài binh sĩ trong doanh trại này bị thương nữa, cần chăm sóc cấp kỳ. Khi tôi đang lần từ người này sang người khác để chăm sóc vết thương cho họ thì tôi tới gần một người thuộc đơn vị tôi joseph eppuke anh ta bị thương nặng lắm mà tôi thì chẳng biết làm gì hơn ngoài những gì tôi đã làm anh ta đang chết dần tôi cúi xuống mặt anh qua hơi thở của anh tôi nghe tiếng máu chảy khò khè trong lá phổi máu đang chảy hỗn loạn trong ngực anh ta làm sao anh ta có thể thở được với mấy lỗ đạn xuyên qua ngực và tinh chất của sự sống đang dần dần ra khỏi cơ thể anh khi tôi cúi xuống người anh anh nắm lấy áo giáp tôi rõ ràng là muốn nắm lại sự sống mắt anh ta nhìn vào mắt tôi mặt anh nhăn nhúng vì sợ khẩn cầu đừng để tôi chết bác sĩ đừng để tôi chết tôi chẳng biết nói sao tôi có thể nói được gì với một người đang chết dần dần. Anh ta kéo tôi lại gần hơn, làm như tôi có thể chặn đứng một điều không thể tránh được. Tôi vòng tay ôm chặt anh ta, hy vọng anh ta cảm nhận được sự có mặt của tôi mà yên tâm. Ít ra anh ta cũng thấy rằng anh chẳng một mình cô đơn vượt qua thần chết, có tôi ở bên cạnh giúp anh. Anh ta không cô độc, không ai chết trong cảnh cô độc cuối cùng anh ta thở yếu đi hắt ra tôi biết anh đang hồn lìa khỏi xác nắm tay anh ta nơi áo tôi rời ra và rớt khỏi áo giáp của tôi mắt anh ta nhìn hờ hững lên bầu trời đen giống như những cửa sổ của một căn nhà trống đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến một trong nhiều khung cảnh mà sau này tôi viết lại trong hồi ký hơi thở cuối cùng một cảm giác thất vọng khó tả chiếm ngự cả tâm hồn tôi tôi như điên lên anh ta chỉ muốn sống mà thôi tôi đặt anh ta nằm xuống cái chết ấy do lỗi của tôi lỗi của anh ta lỗi của kẻ thù lỗi của cuộc chiến tranh chết tiệt này tôi la vào mặt anh ta tôi không để anh chết được tôi lấy một tay cày miệng anh ta ra bóp mũi anh ta lại không cho không khí chạy qua ngã đó rồi áp miệng tôi vào miệng anh để truyền hơi thở tôi là y sĩ được anh ta tin tưởng tôi phải làm gì để cứu anh ta dù vậy tôi cũng thấy chẳng có hy vọng gì vì anh ta mà tôi phải cố gắng một cách miễn cưỡng tôi đã làm một việc có tính cách tự tha thứ mặc dù tôi vẫn cho rằng việc anh ta ra đi là tốt, nhưng điều đó quả là bất công. Tôi đã làm hết cách học được ở trường y để cứu anh ta, nhưng tôi lặng đi vì thất bại. Tôi không có thì giờ để tự thương hại mình. Còn bao nhiêu người tôi phải chăm sóc. Tôi cần ống chích để tìm mạch máu tiêm thuốc. Tôi thay các miếng băng đã đẫm máu, kiểm soát lại nhịp tim làm bao nhiêu việc thuộc phần sự tôi. Tới 3 giờ sáng, trận đánh mới dịu bớt. Khi súng bớt nổ, binh lính mới ra khỏi vị trí chiến đấu của họ. Thủy quân lục chiến mang thêm người bị thương đến cho tôi. Bây giờ là 27 thương binh. Tôi gần như kiệt lực. Vì thời gian chích adrenaline đã lâu, nay hầu như thuốc hết hiệu lực trí óc tôi rối bời vì mệt và tôi tự hỏi tới lúc nào thì tôi được đi tôi vui mừng khi nghe tiếng động cơ chiếc máy bay trực thăng đang chuẩn bị đáp xuống sân bay chúng tôi cho những người bị thương nặng lên máy bay trước những ai nhẹ hơn đi chuyến sau một trực thăng khác xuất hiện và cả hai biến vào trời đêm chuyển thương binh về bệnh viện đông hà Chuyến tải thương cuối cùng cũng đã thực hiện xong. Xác Joseph cũng đã được chuyển đi luôn để đưa về quê nhà sau một cuộc hành trình xa xôi. Trong sự im lặng sáng sớm mai, tôi lặng lẽ đi qua trần địa đêm rồi. Lửa khói vẫn còn âm ỉ. Xác quân Bắc Việt nằm rải rác quanh đồn và quanh làng. Cái nằm thẳng, cái co quắp kỳ cục. Bên cạnh xác chết là vũ khí, thứ dụng cụ chiến tranh giờ trở thành vô dụng. Một chiếc xe ủi đất xịt khói đen lên trời, đang đào một cái hố rộng. Chẳng bao lâu hầm đào xong, đủ chứa các xác chết vô danh. Thủy quân lục chiến kéo xác quân Bắc Việt tới miệng hố rồi quăng mạnh xuống hố, đánh hụt một tiếng. Xác người mặc đồng phục chất đống dưới đáy hố. Ê! Dennis. Có người gọi tên tôi. Tôi nhìn lên xem thử ai và la to lên. Jen, anh từ cõi nào về đây vậy? Jen DeWitt, tôi không thể tin được anh ta có mặt ở đây. Anh ta có mặt ở đây có nghĩa là đại đội Goff, đơn vị của tôi có mặt ở đây. Kỵ binh đã tới. Nghe mấy anh cần, Goff tới giải cứu, trông anh như từ địa ngục mới về. Tôi nhìn xuống bộ áo quần tả tơi của tôi, dính đầy máu khô, mồ hôi và đất đỏ. Tôi cố nói đùa một câu. Tối qua anh cũng ở đây mà, anh cũng ở địa ngục như tôi vậy.